Hello anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay anh em thấy mình đậu xe trong nhà không? Thì là khoảng gần hơn một tuần nay mình không có video mới anh em. Thì cũng một phần là do giờ thì hiện tại tình hình ở dưới quê của mình anh em cũng là giãn cách đến bây giờ được khoảng gần 3 tuần rồi. Và sau cái tuần đầu mình vẫn đi chợ bình thường anh em, nhưng mà đến cái tuần thứ hai á thì được phát cái phiếu đi chợ đi ngày chẵn ngày lẻ anh em, mà mình thấy là mình tham khảo thì có nhiều cái trường hợp là bị phạt vi phạm ra đường không cần thiết rất là nhiều, nên mình cũng định đi quay video anh em. Mình tại vì mình cũng định chạy vòng vòng nên quay video nữa, nhưng mà cũng rất là sợ anh em, tại vì mình đi ra đường với mục đích không cần thiết và cũng mình sợ là mình sẽ làm ảnh hưởng cộng đồng nữa, cho nên ấy là khoảng hơn tuần nay mình không ra video mới anh em. Và chiếc xe này nó cũng đậu ở nhà mấy ngày nay rồi, và hôm nay mình sẽ ngồi ở nhà và mình sẽ chia sẻ anh em những cái điều lưu ý khi mà anh em đậu xe trong nhà nha. Và khi mà mỗi mình đậu xe trong nhà nó mình sẽ cần nên làm những cái việc gì để giúp cho chiếc xe của mình nó được bảo quản tốt nhất nha anh em. Có một cái điều quan trọng khi mà mình đậu xe lâu ở trong nhà, mình đã có chia sẻ anh em trong những cái video mà trước đây rồi, bây giờ mình sẽ nhắc lại với anh em nha. Đó chính là khi mình đậu xe trong nhà, một thì mình đậu xe ở một chỗ, một nơi mà mình lâu ngày mình mới sử dụng lại, mình mới đi lại, thì có một lưu ý là các bạn nên dựng chỗ giữa lên nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ cái công dụng thì mình đã giải thích video trước đây rồi, và lát nữa mình sẽ giải thích lại với anh em sau. Bây giờ mình sẽ sẵn đây, mình sẽ khi mình đậu chỗ giữa là mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà mình đậu chỗ giữa dành cho những các bạn nữ luôn các bạn. Nhưng bạn nữ mà sức hơi yếu đó thì các bạn cũng có thể dựng được một cách dễ dàng hơn, tại vì mình nghĩ là cũng rất là nhiều người biết cái cách mà dựng chỗ giữa cơ bản rồi, nhưng mà mình nghĩ là một số anh em cũng không biết, cho nên mình sẽ chia sẻ với anh em cụ thể luôn nha. Đây mình sẽ ví dụ nha. Trước tiên mình sẽ cho chiếc xe mình nó thẳng lên nè. Và đây anh em thấy chỗ giữa đấy không, mình sẽ đạp cái chân này xuống nè. Đó nó có một cái khớp này nè, anh em dựng xuống. Rồi cái tay bên đây anh em dựng đây cho cái cổ xe mình nó thẳng nè, cho cổ xe mình nó thẳng để mình nó mới có chớ mình đẩy lên. Nhiều lúc này á mình không có cần tác dụng lực nhiều anh em, các bạn chỉ cần đứng lên, các bạn nghiêng người về phía chiếc xe chút xíu. Khi mà mình các bạn đó, có thể đứng lên trên cây đó luôn, rồi khi mà các bạn đứng lên dồn lực, các bạn đứng lên cái chân của mình á, các bạn đứng một chân lên cái chỗ giữa rồi á, thì lúc này á thì cái tay phải của các bạn mới hợp như này, các bạn đẩy nhẹ là xé lên này các bạn đó, các bạn thấy không, nó một cái cách rất là dễ dàng này, giống như cái trọng lực cơ thể của mình các bạn thì nó sẽ làm một cái đòn bẩy để các bạn như tác dụng lực và kéo cái xe lên, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ hơn rất là nhiều. Rồi quay trở lại mình sẽ nói sơ lại với cái tác dụng của cái việc mà mình đậu chỗ giữa trên chỗ xe nha các bạn. Thì nếu như các bạn mà trước đây mình đi xe, nhu cầu đi xe thường xuyên đó, thì mình đậu ban đêm trong nhà thì mình cũng không có cần mình phải đậu chỗ giữa đó đâu các bạn. Nhưng mà hiện tại tình hình dịch nó cũng rất là căng thẳng, các bạn ít ra đường thì các bạn đậu xe trong nhà lâu, cho nên á thì cái điều kiện quan trọng là các bạn phải đậu chỗ giữa lên thì nó sẽ có tác dụng á. Như các bạn mình như các bạn biết, khi mình đậu một cái chân trống bình thường á, chiếc xe mình sẽ nghiêng như này các bạn, đúng không? Đó thì lúc đó nó sẽ cái trọng lực các bạn nó sẽ bị nghiêng dồn về bên cái phuộc xe bên trái, nó sẽ chịu phuộc trước các bạn, nó sẽ chịu lực nhiều hơn là phuộc bên phải, đó nó có nhiều tác động nữa. Và lúc đấy á thực chất cái phuộc sau của mình nó cũng sẽ có vấn đề đó các bạn. Thì nếu các bạn đậu cái phuộc của mình các bạn mà nó để không có cân xứng, nó để nghiêng một thời gian lâu á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là mình nếu mà các bạn xác định đậu lâu á thì các bạn nên đậu cho giữa lên, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn cái cách đậu cho giữa lên rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản đó các bạn. Mình nghĩ là cách ai cũng áp dụng được các bạn. Thì đó là cái lưu ý đầu tiên. Và cái lưu ý thứ hai nữa đó là nếu các bạn đậu xe suốt trong nhà nhiều ngày mà các bạn không để xe lên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nha các bạn. Thì như các bạn biết, như cái điện thoại các bạn, một số anh em thì hay nói là mình đậu xe mình không để cho máy nóng lên nó sẽ không tốt, thì nó cũng đúng, nôm na nó cũng đúng đó các bạn. Thì như các bạn biết thì cái điện thoại của mình để không thì nó cũng hết pin đúng không, thì chiếc xe của mình, cái bình xe của mình nó cũng vậy các bạn. Thì các bạn sẽ để ý khi mình đậu xe lâu ngày á, mình không để máy lên, không chạy á, thì một thời gian dài thì cái bình của mình nó sẽ hết, lúc đó mình để xe là khó khăn đó các bạn. Và khi mà các bạn đậu lâu á thì nó cái nhớt các bạn
nó sẽ lóng xuống dưới, nó không có bơm đều trên trơn chu hết cái động cơ, cho nên nó cũng khi mà các bạn lâu ngày các bạn chạy lại thì nó cũng một phần thì nó không không có tốt lắm cho máy xe của mình đó các bạn. Cho nên á, mình nghĩ là mỗi ngày các bạn, tuy mình không thấy đâu nhưng mỗi ngày thì các bạn cứ ra buổi sáng buổi chiều tối gì các bạn cứ ra xe, các bạn để nó lên cho nó chạy khoảng 1 phút đến 5 phút vậy các bạn, cho chiếc xe mình nó máy nó bơm nhớt và nó được nó sạc cái bình. Thứ nhất là sạc cái bình, thứ hai là nó sẽ bơm nhớt lên chảy và chán đều hết cái động cơ và cho cái máy của mình nó hoạt động á, để cho nó có thể trơn tru nó được tốt nhất có thể nha các bạn. Để khi mà các bạn khi mà hết cái tình trạng giãn cách rồi, các bạn dẫn xe ra đường, các bạn đi một cách thoải mái, các bạn sẽ không có quá lo lắng về những cái ảnh hưởng của xe. Đây, mở xe lên thì các bạn. Mình cũng đã có nói với các bạn cái lưu ý mở xe rồi đó. Này các bạn đề lên. Bạn nhớ lưu ý khi mà lúc mình tắt mở lại nha. Đó, cái đèn bên này các bạn thấy không? Cái đèn màu cam vàng vàng bên đây mới thì á, khi mà các bạn nhớ để mở lên, khi nào cái đèn nó tắt luôn thì các bạn mới nhớ đề nha. Tại vì đó là cái báo xăng FP đấy các bạn. Đây. Đó. Rồi thì các bạn cứ để yên như vậy cho nó chạy khoảng 1 phút đến 5 phút là vậy là ok rồi các bạn. Còn một cái lưu ý nữa là khi mà các bạn mà đề xe lên đó các bạn, khi mà các bạn đậu lâu ngày các bạn đề xe lên nó máy nó chạy vậy, thì các bạn một số bạn có cái thói quen là khi đề xe lên các bạn hãy ga liền đúng không, thì các bạn đó là một cái hành động mà không nên, các bạn nó sẽ ảnh hưởng xấu đến xe của mình, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái bộ máy của xe. Thì khi mà chiếc xe của mình á, khi mà mới đề xe lên đó các bạn, thì nó phải có một cái chu trình để cho nó bơm nhớt lên nữa, nó bơm nhớt để chảy đều lên các cái phần động cơ đó các bạn, nó mới hoạt động trơn tru được. Khi mà các bạn vừa mở máy lên các bạn nẹt ga liền đó thì những cái piston nó đập mạnh, thì mà lúc đó nhớt nó lại chưa có chảy đều hết cái động cơ, nó sẽ gây ảnh hưởng rất là xấu cho các bạn. Thì nên á là các bạn cứ để máy cho nó chạy khoảng 1 phút rưỡi 2 phút gì đấy cho máy nó nóng, rồi lúc đó các bạn muốn nẹt sao đó thì nẹt đó. Rồi chị thực chất thì chỉ có hai cái lưu ý quan trọng đó mà mình muốn chia sẻ với các bạn thôi đó các bạn. Hy vọng rằng sắp tới cái thời gian dịch, tình hình dịch trước mình nó sẽ khá ẩm hơn tí xíu, và cái tình hình giãn cách xã hội nó sẽ cải thiện, nó sẽ rút ngắn lại, và lúc đó thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi ra đường, mình sẽ quay tiếp về Moto Vlog cho anh em xem nha. Còn mấy nay dịch căng thẳng quá nên và giãn cách xã hội nữa nên là mình chỉ ngồi ở nhà mình chia sẻ với anh em những cái mẹo vặt bên ta linh tinh về xe thôi. Vậy thì video mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian các bạn ra để xem video của mình. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.